Xin chào quý vị các bạn. Đứng ngay bên cạnh tôi lúc này là chiếc Hyundai Stargazer, một chiếc xe MPV phân khúc 7 chỗ đô thị. Và trong cái thời gian mà ra mắt ấy, thì có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều về thiết kế, về trang bị, rồi so sánh với những cái đối thủ cho cùng phân khúc. Thì trong cái video ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng Auto Eli, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời một số những câu hỏi để xem thế nào cái mẫu xe này đã phù hợp với những khách hàng như thế nào và cái giá thành thì chúng ta nên lựa chọn bản nào. Chiếc Stargazer này được ra mắt với 4 phiên bản. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn với giá bán là 575 triệu. Phiên bản đặc biệt với giá bán là 625 triệu. Và phiên bản cao cấp 7 ghế với giá bán là 675 triệu. Còn cái phiên bản đang đứng ngay bên cạnh mình lúc này là phiên bản cao cấp 6 ghế có giá bán là 685 triệu. Tức là chênh 10 triệu so với cả phiên bản cao cấp 7 chỗ. Xét về cái mức giá so sánh với cả ba đối thủ ở trong cùng phân khúc, đầu tiên là chiếc Mitsubishi Xpander với giá bán niêm yết là từ 555 triệu với phiên bản số sàn cho tới phiên bản Cross là 688 triệu. Quay sang với Toyota Veloz Cross sẽ có hai phiên bản, một là phiên bản CVT với giá bán là 658 triệu và phiên bản CVT Top là 698 triệu. Còn nữa là đối thủ Suzuki XL7, một chiếc xe mà được rất nhiều các vị khách hàng mua để sử dụng cho gia đình và mua dịch vụ lựa chọn với giá bán là 599 triệu cho tới phiên bản Sport Limited là 639 triệu. Nếu như mà chúng ta xét về tổng thể tất cả các cái mức giá của từng phiên bản giống ngang sát các đối thủ thì Hyundai Stargazer này theo mình đánh giá là những cái phiên bản thấp từ phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt thì có cái mức giá nhỉnh hơn so với cả các đối thủ trong phân khúc. Nhưng hai cái phiên bản mà được rất nhiều quý khách hàng quan tâm và cá nhân mình cũng đánh giá đây là hai cái phiên bản mà khi lựa chọn mẫu xe này các bạn nên cân nhắc, đó là hai phiên bản cao cấp và phiên bản cao cấp 6 ghế. Đầu tiên, xét về cái thiết kế của chiếc Stargazer này thì cá nhân mình đánh giá đây là một cái thiết kế mới và lạ. Chứ còn để nói về cái vẻ đẹp của nó thì nó sẽ tính theo cái tính chất thẩm mỹ, gu thẩm mỹ của mỗi người. Đây là một cái thiết kế mà thì quý vị các bạn có thể liên tưởng tới rất nhiều hình ảnh khác nhau, bởi vì các kỹ sư của Hyundai muốn nhấn mạnh vào cái tính khí động học của xe. Chiếc xe này đạt cái chỉ số cản gió 0,32 CD, là một trong những cái chỉ số tốt nhất ở trong phân khúc MPV 7 chỗ đô thị. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà nhìn vào phần đầu xe đó là cái dải led mảnh ở là cái khớp nối giữa phần nắp capo và phần cản trước kéo dài từ bên trái qua bên phải. Với cái thiết kế này thì thực sự buổi tối chiếc Stargazer này tạo cho những người đối diện một cái cảm giác lạ và khá ấn tượng. Tiếp đó là cái phần cụm đèn chiếu sáng ở đây. Mặc dù là đèn xi nhan và đèn sương mù ở dưới chỉ được dùng bóng halogen thôi, nhưng mà đèn cốt và đèn pha của chiếc xe này lại được trang bị là công nghệ LED và dạng đa khoang. Nhưng để mà xét về khả năng chiếu xa của chiếc xe này thì mình lại không đánh giá cao, bởi vì nó sử dụng cái chóa phản xạ khiến cho cái lượng ánh sáng đưa ra được tán xạ đi nhiều góc độ khác nhau. Nó không có cái khả năng gom như là những mẫu xe được trang bị cái bi cầu, nó có cái khả năng gom sáng và mặt cắt tốt hơn. Xét về cái mặt thông số kỹ thuật dài rộng cao và chiều dài trục cơ sở thì chiếc Hyundai Stargazer này không có gì nổi trội hơn những đối thủ ở trong phân khúc cả. Có một cái thông số đó chính là khoảng sáng gầm của chiếc xe này chỉ có 185mm. Như vậy là xét so với cả Xpander, XL7 rồi Veloz Cross thì Stargazer có kém hơn một chút. Được trang bị là lốp Kumho, lốp Hàn Quốc và thông số là 255-85R16. Ui, đuôi xe này thiết kế tương lai quá. Mình vẫn chưa thẩm được. Không biết quý các bạn đã thẩm được cái vẻ đẹp của phần đuôi xe Stargazer chưa ạ? Theo như cá nhân mình đánh giá thì cái phần đèn hậu này nó là một cái thiết kế rất tương lai và có lẽ là cần một quãng thời gian để quý vị và các bạn có thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp, cái sự độc lạ này. Nhưng mà có một cái chi tiết là cái cụm đèn hậu này được kết nối với nhau bởi một cái dải led kéo dài từ trái qua phải và đuôi xe. Nó tạo ra một cái sự liên kết và một cái góc nhìn vào buổi tối
khá là ấn tượng. Đằng sau chúng ta có 4 cảm biến để hỗ trợ này, rồi camera lùi này. Đấy, để xem phần cốp này. Hiện tại mình đang để full cả 3 hàng ghế của chiếc xe này. Và các bạn có thể thấy rằng cái lưng ghế của hàng ghế thứ 3 khi mà mình ngả với cái độ nghiêng hết cỡ như thế này thì ở đây có lẽ sẽ chỉ để được 2 cái túi đồ du lịch size khoảng tầm từ 70 đến 80 lít thôi. Còn lại chúng ta sẽ phải để một phần xuống 3 cái hộc đồ ở phía dưới này. Và bây giờ thì mình sẽ gập cái hàng ghế thứ 3 này xuống. Đấy, cũng khá là dễ dàng và nhẹ nhàng thôi. Đó, tạo ra một cái sàn phẳng. Và cái dung tích để đồ theo mình đánh giá khi mà gập hàng ghế thứ 3 này tương đối là thoải mái. Đấy, các bạn thấy này, một người cao 1m76, nặng khoảng 75kg, mình thì nằm ngồi vào đây vẫn tương đối là đủ dùng. Ngoài ra thì khi cần thiết các bạn có thể gập cái hàng ghế thứ 2 này để tạo ra một cái sàn phẳng đó, như thế này, để những cái đồ vật cao ở đây. Cả 4 phiên bản của Hyundai Stargazer thì đều được trang bị khối động cơ Smartstream 1.5 lít. Đây là một cái dung tích động cơ mà trong cái phân khúc xe đa dụng 7 chỗ thường lựa chọn để dụng, từ Xpander này, XL7 này, rồi đến Toyota Veloz Cross. Nhưng ở trên Stargazer thì lại có một cái điểm khác biệt một chút, đó là động cơ này sử dụng cái công nghệ kim phun kép giúp cho khối động cơ có thể sinh ra được 115 mã lực và 144 Nm mô xoắn xoắn, kết hợp với cái hộp số CVT. Đây là một khối động cơ đưa ra cái đầu công suất tốt nhất ở trong cái phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam. Từ phần thiết kế bên ngoài ấy, cái khoảng nắp capo phía trước của xe được làm khá là ngắn. Và khi chúng ta mở cái nắp capo lên thì động cơ được đẩy sâu vào bên trong, khiến cho cái phần bảng táp lô phía trước của chiếc Stargazer này ấy, nó dài. Nhưng bù lại một chút là cái phần trang bị ở bên trong khoang nội thất của chiếc xe này tương đối là tươm ở trong cái phân khúc MPV 7 chỗ. Cái ấn tượng nhất này là cái phần màn hình hiển thị ở đây, có thể kết nối Apple CarPlay không dây này, rồi cái phần bản đồ dẫn đường các thứ rất là đầy đủ. Ngoài ra thì còn có cả cái phần thông báo về biển báo giao thông ở ngay trên bản đồ này luôn. Và để xét về cái dạng màn hình full viền thì ở đây ấy, nó phải là màn hình toàn viền. Toàn viền là viền thôi. Và cái phần nhựa thiết kế ở đây thì mình đánh giá là cái vật liệu này tương đối là cao cấp so với cả những cái đối thủ ở trong phân khúc. Màn hình ở sau vô lăng thì có cái phần đồ họa tương đối là đẹp khi mà chúng ta chuyển các cái chế độ lái, ví dụ như là Eco này, Normal này, Sport và Smart. Ở cái phần vô lăng này thì có lẽ chúng ta sẽ phải nhắc tới cái gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn Hyundai Smart Sense rất là giá trị và dẫn đầu ở trong cái phân khúc MPV 7 chỗ tại trường Việt Nam. Đầu tiên chúng ta phải kể tới cái tính năng cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù ở hai bên, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động Cruise Control, cảnh báo mất tập trung, buồn ngủ, và đặc biệt là cảnh báo hỗ trợ mở cửa. Ví dụ xe chúng ta dừng như thế này, chúng ta chuẩn bị mở cửa thì sẽ có hệ thống cảm biến ở phía sau cảnh báo và thông tin lên trên màn hình để tránh cái hiện tượng chúng ta mở cửa ra sẽ bị va chạm với những cái phương tiện hai bên. Đây thì có sạc điện thoại không dây này, để vào là sạc luôn. Cổng sạc điện 12V ở đây, rất là đầy đủ này. Khu vực cần số là một cái khu vực mà mình đánh giá cao ở trên chiếc xe này. Nó có thiết kế đẹp, khi chuyển xuống D thì gạt nhanh sang đây. Và cái cảm giác lên xuống số ở đây phần nào đó cho chúng ta cái góc độ trải nghiệm tương đối giống như khi chúng ta lái tàu Shinkansen thật ấy. Nó gạt lên đẩy xuống rất là tương lai. Nhưng mà cái vị trí phanh tay cơ này thì mình đánh giá rằng ở trong quá trình sử dụng thì nó chưa được thực sự thuận tiện lắm với cái bệ tỳ tay như thế này. Và với cái vị trí này thì rõ ràng là bệ tỳ tay này chúng ta không thể đẩy lên xuống được. Và những người phải có cái chiều cao tương đối trên 1m7 một chút thì cái vị trí đẩy ghế này thì nó mới phù hợp cho chúng ta để tay vào bệ tỳ tay được. Chứ còn với những người có cái chiều cao khiêm tốn ấy thì chúng ta ngồi như này thì đây, chúng ta làm gì có chỗ để tay đâu, đúng không ạ? Với cái hàng ghế thứ hai của chiếc bản cao cấp 6 ghế này ấy thì chúng ta sẽ có một cái vị trí ngồi có thể nói là chủ tịch và dành cho nóc nhà của các bạn luôn. Ở bên đây là có bàn
Đấy, nóc nhà có thể ngồi làm việc này, check email này, rồi là có thể để ngay một cái khay đồ ăn để có thể cho nhóc nhà bạn sử dụng luôn. Ở đây thì có vị trí để chai nước này, mắc là 3,5 kg. Và cái bàn này theo mình đánh giá là tương đối chắc chắn. Đấy. Ghế ở cái hàng ghế thứ hai này thì có thể tiến lên và lùi xuống với cái biên độ dao động khoảng 10 cm. Đây, đây là cái vị trí mà mình đẩy lên hết cỡ. Và cái lưng ghế này thì có thể ngả khá sâu như thế này. Khi mà thiết kế hàng ghế thứ hai chỉ có hai ghế thôi, chúng ta sẽ có một cái không gian ở giữa để di chuyển sang hàng thứ ba, hoặc là có thể lật ghế như thế này để dễ dàng trong cái quá trình thao tác di chuyển xuống. Hàng ghế thứ ba của Stargazer thì nó cũng tương đối giống với những mẫu xe MPV 7 chỗ đô thị. Đây, các bạn có thể ngồi. Ghế này là mình vẫn để nguyên cái vị trí đẩy hết lên, và cái phần ngả lưng ghế này tương đối là thoải mái cho người ngồi đây rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiến sang cái vị trí ngồi bên này. Đây, các bạn có thể thấy này, phần đầu gối tới cái lưng hàng ghế thứ hai ấy của mình sẽ còn khoảng từ 5 đến 7 cm. Và khi mà các bạn không để quá nhiều đồ ở phía sau ấy thì hoàn toàn các bạn có thể ngả cái phần lưng ghế này ra thêm. Đây, 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 cái vị trí ngả mắc của mình là ở đây. Và đầu mình thì cũng đã bắt đầu chạm tới cái phần nóc xe ở trên này rồi. Thật sự là xe Hàn thì quá nuông chiều cái cảm xúc và cái trải nghiệm của những người ngồi bên trong khoang nội thất. Đèn ambient light này còn được trang bị một loạt những cái này gọi là sound effect, giúp chúng ta có được cái trải nghiệm ở trên xe tương đối là giống với những cái hoạt cảnh mà chúng ta có thể trải nghiệm hàng ngày, ví dụ như là buổi đêm ở miền quê này, những cái âm thanh này, cuộc trò chuyện này, chim hót cùng biển cả này, ngày mưa này, đã sóng biển này còn tĩnh lặng, nó giống như kiểu nhạc buồn nhưng mà remix ấy. Xe này thì được trang bị tổng cộng là 4 chế độ lái. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm từng cái chế độ lái một để xem cái sự khác biệt nó diễn ra như thế nào nhé. Đầu tiên là chế độ lái Eco này. Bây giờ mình đang để Eco nhé. Các bạn có thể thấy này, động cơ 1.5 lít 115 mã lực là mạnh nhất trong phân khúc rồi đúng không? Bây giờ mình đang chạy 26-27 km/h, mình đạp ga thốc lên này. Các bạn thấy này, vòng tua được đẩy lên khoảng 2.001, 2.002, 2.003, xong sau đó là sẽ được hạ xuống khoảng 1.003, 1.004 để đảm bảo được cái yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mượt mà. Khi chúng ta chuyển sang chế độ normal thì mình cũng sẽ thực hiện lại tương tự như vậy. Mình sẽ giảm xuống khoảng 28-29 km/h vận tốc, sau đó mình đạp thốc lên. Các bạn sẽ nhìn này, đó. Đấy, để normal khi mình đạp thốc lên thì vòng tua máy sẽ được đẩy lên khoảng 3.500, 3.900, sau đó ồ lên rồi mới giảm xuống, đúng không ạ? Đấy, chế độ normal là mình sẽ cảm nhận được tiếng máy, tiếng hộp số dội vào bên trong khoang cabin nhiều hơn, và cái khả năng tăng tốc của nó, cái khả năng tăng tốc của nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà với một chiếc xe 7 chỗ và chúng ta vận hành ở trong phố cái tần suất lên đến khoảng 90%, thì mình nghĩ là các bạn nên chuyển sang cái chế độ Smart của Hyundai. Bởi vì theo mình đánh giá nhé, thì chế độ Smart của Hyundai này là một trong những cái chế độ có được cái những cái hệ thống cảm biến, rồi những cái phần mà setup đặc biệt dành cho mẫu xe này. Đây, mình sẽ đi qua cái khu vực vòng xuyến này, sau đó mình sẽ lại giảm vận tốc xuống khoảng 27-28 km/h, sau đó mình tăng tốc lên thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt. Nếu chúng ta muốn vận hành ở trong phố tiết kiệm nhiên liệu thì mình nghĩ là nên sử dụng cái chế độ Smart chứ không phải là Eco tiết kiệm nhiên liệu. Đó, Smart mới là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Và cái trải nghiệm của mình với chế độ Smart này nó hoàn toàn khác biệt so với những cái mẫu xe khác. Mình giảm xuống hẳn tận 19-20 km/h, sau đó mình tăng tốc lên này, các bạn nhìn này, mình đạp sâu ga này. Đó, đó, khi mà mình đạp sâu ga thì cái công nghệ hộp số và động cơ của chiếc Stargazer này sẽ chủ động cảm biến và đưa cái vận tốc của chúng ta lên, nhưng mà cái tiếng máy nó không quá gào, và ngay lập tức nó sẽ hạ xuống cái vòng tua máy khoảng 1.300 vòng trên phút để tối ưu lại được cái khả năng vận hành của xe, nó giúp cho chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây, các bạn đang thấy nhá, nếu mình chạy đều ở chế độ Smart thì tua máy nó chỉ khoảng tầm, đây mình chạy 30 km/h đi, tua máy nó khoảng tầm 1.400, nhưng mà ngay khi mình chuyển chế độ Sport này, các bạn thấy không, tua máy đã được đẩy một phát vống lên trên khoảng 2.000, và khi mình nhấp ga, đó, tiếng động cơ hộp số dội trong cabin rõ hơn rất là nhiều,
và cái khả năng tăng tốc của xe nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Nhiều người thì trước đây có cho rằng là những cái chế độ lái ở trên những mẫu xe Hàn Quốc nó không mang lại cho mình cái sự thay đổi gì đặc biệt quá cả. Nhưng mà với những cái thế hệ mới thì thực sự là cái sự thay đổi về cái tỷ số truyền, cái cách vận hành của một chiếc xe Hàn Quốc giữa các chế độ lái nó đã khác biệt nhau khá khá rồi. Với mình đánh giá thì cái khả năng cách âm của chiếc Stargazer anh chàng ngắm sao này ấy, thì cách âm môi trường ở hai bên khá tốt này. Cách âm gầm cũng tương đối tốt bởi vì là xe dụng mâm 16 thôi. Thành lốp nó dày khoảng đến 55 cơ. Thế cho nên là cái cả cách âm gầm là tương đối tốt. Nhưng cái cách âm khoang động cơ của chiếc xe này thì chưa thực sự tạo cho mình cái cảm giác tốt lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái chế độ Smart, gọi là chế độ thông minh, sẽ chủ động thay đổi trên chiếc xe này để mình sẽ chia sẻ về cái công nghệ động cơ và hộp số. Chiếc xe này được trang bị cái khối động cơ 1.5 lít Smart Stream và cái hộp số thì Hyundai có công bố là hộp số IVT. Thực chất nó là hộp số CVT thôi, nhưng mà tại sao Hyundai lại đặt tên là IVT? IVT là viết tắt của Intelligent Variable Transmission. Nó là hộp số biến thiên thông minh, dịch cái tiếng Việt thì là như vậy. Và tại sao nó lại là thông minh? Bây giờ mình sẽ chia sẻ. Với cái chế độ lái Smart này nhá, thì nó sẽ là tối ưu nhất. Điều đầu tiên ở trong cái công nghệ hộp số IVT của Hyundai đó là cái dây đai kết nối. Trước đây thì sử dụng những cái công nghệ dây đai khác nhau, nhưng mà với Hyundai thì họ sử dụng cái dây đai đó thành là dây đai xích. Dây đai xích thì nó sẽ đảm bảo một số những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là nó sẽ giảm được cái hiện tượng bị trượt dây đai khi mà chúng ta đạp ga tăng tốc thốc. Nó sẽ giúp tối ưu cái tỷ số truyền tốt hơn và giảm đi được cái sự hao hụt công suất khi mà dẫn động từ động cơ xuống tới bánh đó. Và với cái dây đai xích này thì cái phần bảo dưỡng bảo trì của nó sẽ gần như là rất thấp. Và đương nhiên rồi, với dây đai xích mà thì cái độ bền của nó cũng sẽ tốt hơn. Hiện tại thì mình đang cài đặt cái ga tự động Cruise Control ở trên chiếc Hyundai Stargazer và sử dụng luôn cái tính năng hỗ trợ giữ làn đường. Các bạn có thể thấy này, mình đang cài khoảng 40 km/h và chiếc Hyundai Stargazer này sẽ nhận cái ga tự động Cruise Control từ 30 km/h trở lên. Dưới 30 km/h thì xe sẽ không chủ động nhận. Đấy. Nếu mà chúng ta đi với những cái làn đường rộng thì không sao, còn những cái làn đường hơi hẹp hoặc là vào góc cua một chút ấy, thì chiếc Hyundai Stargazer này sẽ phải ra tới sát cái vạch kẻ đường thì bắt đầu mới sử dụng cái tính năng là đánh lái để đưa xe quay lại cái làn đường mà chúng ta di chuyển. Cái điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Với nhiều người sử dụng xe chưa quen thì sẽ thấy là cái can thiệp vô lăng khi mà đánh lái nó hơi thô bạo một chút. Nhưng mà đó là một cái tính năng tách rời so với cả ví dụ như là Tucson hay là Santa Fe thì sẽ có một cái tính năng gọi là hỗ trợ đánh lái chủ động. Tức là luôn luôn giữ cân cái xe của chúng ta ở chính giữa làn đường và nó chỉnh lái từng chút một. Thì chúng ta sẽ cảm thấy được cái độ mượt mà của cái tính năng hỗ trợ giữ làn đường hơn. Còn ở xe này thì đấy, không có cái tính năng hỗ trợ đánh lái chủ động nên là chúng ta sẽ không có cân tâm đường và xe thường thì sẽ phải ra tới mép của cái vạch kẻ đường thì bắt đầu mới đánh lái đưa xe quay trở lại. Khi mà mình đang đỗ xe này mình không tập trung chú ý chẳng hạn, mà xe trước di chuyển rồi thì ở trên cái màn hình này cũng sẽ cảnh báo nhắc nhở là chúng ta cần phải di chuyển đi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những cái chương trình tiếp theo. Bảo Duy, Auto Daily.